Thời gian gần đây, với sự ra mắt của Squid Game, những bộ phim lấy đề tài về trò chơi sinh tồn bất ngờ hot trở lại. Trên thực tế thì đây vẫn luôn là dòng phim được đông đảo khán giả đón nhận vì có nội dung hấp dẫn, kịch tính, thậm chí là cực kỳ hạch não. Từ những tượng đài đã ra mắt cách đây cả chục năm như Cube, Liar Game, Saw, cho tới những gương mặt mới nổi trong vài năm trở lại đây như Escape Room hay Alice in Borderland, khán giả luôn cảm thấy bị kích thích và hồi hộp khi theo dõi hành trình giành giật sự sống của các nhân vật. Và trong video lần này thì hãy cùng Way to Weird Movie khám phá xem đâu là những yếu tố làm nên thành công của một bộ phim sinh tồn nhé. Let's go! Dù là ở bất cứ một trò chơi gì, quy mô ra sao, thể thức như thế nào, thì điều khán giả được làm quen trước tiên vẫn là thế giới trong phim. Bối cảnh sẽ là thứ đóng vai trò khơi gợi cảm giác tò mò của người xem, không biết rằng các nhân vật đang ở trong hoàn cảnh nào và tại sao họ lại được đưa đến đây. Dù nó có rộng lớn như Panem trong The Hunger Games hay chỉ vẻn vẹn trong một căn phòng khép kín với bốn bức tường trong Cube, thì vẫn có một tiêu chí được đa phần các nhà làm phim tuân theo, đó là càng mơ hồ, càng bí ẩn thì càng tốt. Ví dụ như trong Maze Runner, mở đầu câu chuyện là cảnh Thomas được thang máy đưa lên trảng cỏ. Sự hoang mang lo sợ của nhân vật này chính là cảm giác mà khán giả đang trải qua. Chúng ta được đặt vào vị trí của chính Thomas khi không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Trong khi đó, ký ức vốn là thứ duy nhất để níu kéo cuộc sống trước đây lại không tồn tại. Thành ra, thế giới trong Maze Runner đối với khán giả giống như một bí ẩn đang bị màn sương che phủ. Những tình tiết sau đó sẽ dần hé mở về sự thật và qua đó đem đến hàng loạt những bất ngờ, nối tiếp những bất ngờ cho người xem. Đối với Circle, bộ phim dài vỏn vẹn có chưa đầy 90 phút, chỉ nhỉnh hơn quãng thời gian diễn ra trò chơi một chút thôi. Bối cảnh được xây dựng ở mức tối giản nhất có thể, nhưng vẫn đủ sức để làm toát lên vẻ u ám đáng sợ. Những người chơi không hiểu vì lý do gì mà mình lại được đưa vào đây. Càng cố gắng tìm hiểu, họ chỉ càng nhận về sự bất lực, tuyệt vọng và phải chấp nhận sự thật rằng chỉ có tàn sát lẫn nhau mới có cơ hội ra khỏi đây. Hay như trong Liar Game, mặc dù được đặt trong một thế giới thực, nhưng những gì diễn ra xoay quanh trò chơi này vẫn khiến khán giả cảm thấy sợ hãi. Tổ chức đứng sau Liar Game luôn là một ẩn số và họ dường như có quyền lực rất lớn khi thao túng được cả cảnh sát và không có bất cứ một sơ hở nào để bị vạch trần. Đặc biệt hơn, mặc dù không có bất cứ một phân cảnh máu me hay bạo lực nào, nhưng sự bí ẩn và rùng rợn của Liar Game lại ăn đứt rất nhiều bộ phim cùng đề tài. Đó là bởi, ngay từ khi bước vào thế giới của phim, khán giả đã cảm nhận được sự cường điệu hóa những yếu tố phụ trợ như màu sắc, âm thanh hay kỹ thuật quay đặc tả, khiến cho tổng thể bộ phim luôn mang một gam màu lạnh lẽo và u ám. Một bộ phim nữa cũng đã rất thành công trong việc xây dựng thế giới đầy bí ẩn và kích thích sự tò mò của khán giả là Alice in Borderland. Chỉ trong một cái chớp mắt, Arisu cùng hai người bạn của mình như bị đưa đến một chiều không gian khác của thành phố Tokyo với không một bóng người. Càng kỳ lạ hơn khi thế giới ấy bắt họ tham gia vào các trò chơi ngẫu nhiên để gia hạn visa. Kết thúc mùa 1 của Alice in Borderland, khán giả mới chỉ khám phá được chút ít bề nổi của thế giới này và vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chờ đợi phía trước. Một bộ phim về trò chơi sinh tồn thì chắc chắn những thử thách sẽ là yếu tố được nhiều người quan tâm nhất. Về cơ bản thì chúng được chia làm hai dạng chính, đó là chiến đấu và giải đố, tượng trưng cho hai loại sức mạnh của con người là sức mạnh cơ bắp và sức mạnh trí tuệ. Kết cục của những trò chơi này là sẽ có một hoặc có nhiều người cùng sống sót và trốn thoát thành công. Là yếu tố quan trọng nhất, những trò chơi trong phim thường chiếm đến 60% sự thành bại của một tác phẩm. Chúng phải đủ hấp dẫn, đủ kịch tính để thu hút khán giả, đồng thời thông qua đó phải làm nổi bật lên phẩm chất của mỗi nhân vật. Đây thường sẽ là công cụ được đem ra để quảng bá cho bộ phim khiến cho khán giả tò mò. Dựa vào quy mô của thế giới trong phim mà những trò chơi cũng sẽ được thiết kế với quy mô tương ứng. Thường thì những trò chơi thiên về thể chất sẽ diễn ra trong không gian rộng lớn như cả một hòn đảo trong Battle Royale hay đấu trường như The Hunger Games. Những game dạng này mang thiên hướng bạo lực, đấu đá lẫn nhau một mất một còn để tìm ra người sống sót cuối cùng. Vì vậy, mức độ kịch tính và gay cấn của chúng là vô cùng cao và đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của những khán giả tìm kiếm chất kinh dị từ các phân cảnh máu me. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là những trò chơi trí tuệ thì sẽ kém phần kịch tính hơn đâu. Ngược lại, chúng dường như có sức hấp dẫn hơn hẳn. Ở đó các nhân vật phải vận dụng tối đa khả năng quan sát, tư duy và phán đoán của mình để tìm kiếm câu trả lời và giành chiến thắng. Dạng trò chơi này thường chứa đựng lượng kiến thức khổng lồ thuộc mọi lĩnh vực,
từ toán học, vật lý, hóa học cho tới lịch sử, địa lý, vân vân và mây mây. Điều này có thể khiến khán giả cảm thấy hơi đau não một chút. Thế nhưng nếu chậm rãi theo dõi và hiểu được những lời giải đưa ra thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng sửng sốt, cảm tưởng như não mình vừa to ra được thêm một chút. Vậy những trò chơi trí tuệ ấy được thiết kế như thế nào? Nếu để ý thì các bạn sẽ nhận ra rằng chúng thường có một công thức chung như sau, đó là ngụy trang thành một trò chơi may rủi, khiến người chơi lầm tưởng rằng tất cả chỉ dựa vào xác suất ngẫu nhiên và may mắn. Nhưng suy cho cùng thì câu đố nào cũng phải có lời giải, và đây là lúc các nhân vật được dịp trổ tài, còn khán giả thì trầm trồ khi được thưởng thức những màn suy luận cực kỳ sắc sảo. Ví dụ như trong Alice in Borderland, rất nhiều trò chơi thoạt nhìn thì có vẻ như dựa vào sự may rủi, thế nhưng hóa ra tất cả đều có quy tắc và lời giải rất logic và khoa học. Điều quan trọng là các nhân vật có nhìn ra được hay không. Sự may rủi cũng thường xuyên bị lầm tưởng trong tựa phim Zero, The Bravest Money Game, hay với tên tiếng Việt là trò chơi ngàn vàng. Rất nhiều trò chơi được thiết kế nhằm đánh lừa người chơi, nhưng anh chàng Zero, nhân vật chính của phim, đã chứng minh rằng không có gì là ngẫu nhiên hết và tất cả đều dựa vào tính toán và khả năng phân tích tình huống cùng với việc nắm bắt tâm lý. Ngay cả những trò chơi trong Squid Game, mặc dù bị nhận xét là đơn điệu, nhưng chúng vẫn có thể được giải bằng các chiến thuật, mánh khóe khác nhau, miễn là không phạm quy và không hoàn toàn dựa vào sự may rủi. Cũng giống như xây dựng bối cảnh, việc thiết kế trò chơi một cách bí ẩn cũng là điểm giúp các trò chơi trong phim thu hút được khán giả chính. Thoạt đầu chúng trông có vẻ đơn giản, thế nhưng khi đã thực sự dấn thân vào cuộc rồi thì người chơi và khán giả mới nhận ra mức độ khốc liệt của nó. Như trong Squid Game, trò chơi đèn xanh đèn đỏ đầu tiên rất giống với trò 1-2-3 ở Việt Nam, vốn chỉ là một trò chơi của trẻ con, tưởng như vô thưởng vô phạt. Ai ngờ, đó lại là một cuộc thi đẫm máu nơi người chơi phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Hay với Escape Room, bộ phim được dựa trên một trò chơi nổi tiếng ở ngoài đời thực. Khi mới tham gia, ai cũng nghĩ đây chỉ đơn giản là một trò chơi giải trí nhằm dinh về khoản tiền thưởng cách xù. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi 180 độ khi các nhân vật phát hiện ra mình đang ở trong một cái bẫy khổng lồ với vô vàn cạm bẫy chết người đang rình rập. Và cách duy nhất để toàn mạng thoát ra đó là giải đố. Nhưng các trò chơi dù có hấp dẫn và kịch tính đến đâu cũng sẽ chẳng thể làm thỏa mãn khán giả nếu như thiếu đi một nhân vật đóng vai trò như chìa khóa để phá đảo các màn chơi. Người này thường được mô tả là có trí tuệ cao siêu, thuộc dạng thần đồng và có thể vạch ra những kế hoạch xuất chúng. Đơn cử như trong bộ phim Kill, người đóng vai trò này là cô sinh viên chuyên ngành toán học Joan Levern. Nhờ vào kiến thức của mình, Joan đã tìm ra sự thật về mê cung lập phương đang nhốt các nhân vật, đồng thời khám phá ra quy luật, ra cách vận hành của nơi này để đưa cả nhóm né những cạm bẫy chết người và tìm lối thoát thành công. Kiểu nhân vật ấy cũng xuất hiện trong Escape Room thông qua Zoe. Cô là người tìm ra hầu hết các manh mối và luôn đóng vai trò then chốt trong việc phá đảo căn phòng tử thần. Zoe cũng thường xuyên khiến người xem thán phục nhờ những cách nhìn nhận vấn đề rất không giống ai của mình. Và điều ấy đã nhiều lần có ích khi giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng Joan hay Zoe có lẽ chẳng là gì nếu so với nhân vật mà mình sắp sửa đề cập tới đây. Xuất hiện trong Liar Game, Akiyama Shinichi được giới thiệu là một thiên tài lừa đảo. Anh ghi điểm với khán giả không chỉ nhờ vào vẻ ngoài lạnh như băng mà còn bởi đầu óc suy luận cực kỳ sắc bén khiến ai cũng phải trầm trồ. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta được thấy anh lên những chiến thuật hết sức tài tình. Mọi hành động và suy nghĩ của Akiyama không bao giờ là thừa thãi vì anh luôn chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Thậm chí nhiều lúc rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Akiyama vẫn biết cách xoay sở và lượn ngược tình thế trong gang tấc khiến khán giả không khỏi hồi hộp. Một tác phẩm xuất sắc không thể thiếu được những triết lý, thông điệp được nhà làm phim gửi gắm vào trong đó. Và những bộ phim lấy đề tài trò chơi sinh tồn cũng vậy. Thông qua những trò chơi khốc liệt, đẫm máu và đầy mất mát, người ta mới dần ngộ ra những giá trị về cuộc sống và cả sự thật trần trụi về con người. Ở Alice in Borderland, anh chàng Arisu được khắc họa là một kẻ thất bại, không đam mê, không nghề ngỗng, cả ngày chỉ ru rú trong nhà chơi điện tử, sống lay lắt qua ngày. Thế nhưng khi tham gia trò chơi, chúng ta thấy Arisu dần có sự thay đổi. Anh biết trân quý cuộc sống, biết tận hưởng những điều nhỏ bé. Alice in Borderland đề cao nghị lực sống phi thường của con người. Mỗi nhân vật xuất hiện trong phim đều mang một câu chuyện riêng, nhưng họ gặp nhau ở giao điểm cuộc đời với sự tuyệt vọng đeo bám. Không ai có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có quyền quyết định xem sống như thế nào cho đáng để không uổng phí. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua tư tưởng đối lập giữa hai nhân vật Kuina
và Rasebusu. Cả hai đều gặp những bế tắc trong cuộc sống khiến họ ngã quỵ. Nhưng Kuina chọn cách đối diện với nó bằng lòng can đảm, lạc quan, còn Rasebusu thì luôn nhìn đời với sự chán ghét và căm thù. Cuộc đối đầu giữa họ trong Alice in Borderland chính là cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng ấy, và phim đã cho thấy nghị lực sống quan trọng như thế nào. Squid Game có thể cho thấy trò chơi sinh tồn không phải là ưu điểm của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng nó vẫn khiến người xem day dứt khi biết khai thác đúng thế mạnh của mình. Đó là drama, là sự khai thác sâu sắc xã hội và tâm lý con người. Những nhân vật trong Squid Game phải vật lộn với khoản nợ khổng lồ, với cuộc sống bế tắc đến mức họ chấp nhận đánh cược mạng sống để có tiền thưởng. Tập 2 với tựa đề Hell như một cú tát dành cho tất cả, khiến họ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại chẳng khác nào địa ngục. Ít nhất, nếu tham gia trò chơi, còn có cơ hội đổi đời. Thông qua cách các nhân vật vượt qua thử thách, Squid Game còn bóc trần về sự tàn nhẫn của con người khi họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cho dù có phải phản bội bạn bè hay hãm hại người khác. Đây cũng là mục đích chính mà bộ phim Circle muốn truyền tải. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, chúng ta thấy những con người trong phim luôn cố gắng tìm mọi cách, sẵn sàng phỉ báng đối phương, làm trái với đạo đức để giành giật cơ hội sống. Cú twist ở cuối phim vừa đem đến sự đau lòng, tức giận, nhưng cũng khiến khán giả không khỏi suy ngẫm. Và đó là công thức mà theo chúng mình sẽ làm nên thành công cho một bộ phim về đề tài trò chơi sinh tồn. Liệu còn những yếu tố nào mà chúng mình bỏ qua hay không? Đâu là trò chơi sinh tồn mà các bạn yêu thích nhất? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, subscribe cho kênh Way Too Weird Movie để không bỏ lỡ những thông tin thú vị hay những video phân tích mà chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out!